có ngón tay vàng, không hệ thống, không phải không não, lo diệt online năm 2036 hệ sinh thái biển toàn cầu sụp đổ, bốn biển lớn của Trung Quốc gần như trở thành biển chết. đời thứ hai nghèo túng, trở lại đảo Tiểu Ngư, cố gắng tìm lại niên đại hoàng kim mất mát kia. chương một, hoang dại đại hoàng ngư. bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. chương 2 Toàn cầu tính chất ngư nghiệp lớn sụp đổ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 3. Vượt chỉ tiêu. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 4. Lam thuẫn. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 5. Phân cá. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 6 Làm sinh Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 Có tiền mà không mua được. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 8 Bán thuyền Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 9 Lên mặt đỉnh Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10 Đồng áo lông lưỡi Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét.